Rồi em Thảo Đô kính chào các bác. Hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm, một em đồng hồ để bàn cực kỳ đẹp, tuyệt phẩm các bác nhé. Một em Master Quartz cực kỳ đẹp. Em này mang mã số 110, số báo danh của em nó đây. Số báo danh 110. Giá của em này em sẽ để ở tiêu đề tin cho các bác. Đây là cái nắp đít, cái nắp hậu em đang tháo ra tí quay mặt cho các bác, quay phần hậu cho các bác nhìn cho nó tiện. Đây là cái nắp pin. Đấy, các bác nhìn thấy cái hình biểu tượng pin không? Em đã tháo sẵn ra để tí cho các bác xem. Đấy, quay luôn cả pin, nó sử dụng pin gì cho các bác. Nhiều bác cứ lăn tăn về pin, tất cả những cái đồng hồ Nhật tôi đi em mang về thì pin ở Việt Nam đều bán đầy đủ cho các bác nhé. Việt Nam mình bây giờ không có thiếu cái gì cả. Mà thậm chí là những cái pin này thì pin của hãng, mấy cái hãng của Việt Nam người ta sản xuất đầy rồi. Như Pinaco rồi con thỏ các thứ là có hết, đủ hết các size rồi, không phải lăn tăn. Nó phổ thông, các bác đi siêu thị nào cũng có. Rồi, trước tiên thì em đo kích thước cho các bác một em siêu phẩm này. Em siêu phẩm này là một em kết hợp giữa đá và gọi là đồng khối mạ vàng. Chiều cao của em này đi 26,6, chiều ngang của em nó rơi vào khoảng 21,5, chiều sâu của em này thì sâu nó khoảng 16 đó. Đó là kích thước. Đấy, đây anh em đang nhìn ở chính diện. Em này là một em chạy sử dụng một viên pin chung. Đấy, các bác nhìn nó thiết kế một cái lắc treo, nó như nó là một cái miếng, một cái nhôm người ta tiện phay, sau đó người ta mạ vàng rất là đẹp. Em đang soi đèn mà cho các bác nhìn cho nó rõ. Đấy, mặt đồng hồ là hình tròn ở trong này, bên này là kính, bên này là kính, bên này là kính, bốn mặt kính. Còn đây là những cái trụ này thì đều được mạ vàng hết, và đều là nhôm phay rồi mạ vàng, toàn là nhôm khối rất là đẹp. Phần đế này thì là đá tự nhiên, phần trên đỉnh này cũng đá tự nhiên, ở dưới này là ba chân đồng. Ba chân đồng này có thể điều chỉnh được độ cao độ thấp. Đấy. Và với những cái lắc xoay kiểu này thì anh em phải để ở mức cân bằng tuyệt đối luôn thì nó sẽ xoay. Nếu mà anh em để nghiêng là nó sẽ không xoay được. Ở đây thì các bác nhìn dưới đây thì nó có một cái vòng tròn đây này, là để chính giữa, tức là cân. Đó. Mặt đồng hồ thì nó chỉ có vài cái chữ Master Quartz và Made in Japan vậy thôi. Số thì chỉ có 12, 3, 6, 9 là dùng số. Còn những cái giờ còn lại thì người ta dùng lỗ cạch, và đều được số nổi và mạ vàng. Rất là đẹp luôn. Viền này rất là đẹp này. Đấy, kính nhá, các bác nhìn này. Kính cũng mài luôn, cái góc này mài này. Rất là đẹp. Đấy, ở dưới này thì có mấy cái trụ tiện, bốn cái trụ tiện nhìn cũng rất là đẳng cấp. Phần đế dưới này cũng là nhôm phay mạ vàng. Tức là cái đồng hồ này nó sẽ là kết hợp giữa đá và các cái chất liệu bằng gọi là hợp kim, và người ta có mạ vàng cho các bác. Bây giờ em xoay bên hông để các bác nhìn. Đây là bên hông, phải anh em nhìn. Đấy, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn, tuyệt vời. Đây, em quay đằng sau để anh em nhìn. Đấy, đây là đằng sau. Để em soi vào, các bác nhìn được cái chất liệu. Đây. Ở đằng sau thì khi nắp, phải lắp đít để vào thì nó sẽ như này. Đấy, dưới này đó, mở ra thì em nó như này. Đấy, đây là cái phần pin. Anh em có thể thấy một viên pin chung, một viên pin chung này thì khi đậy vào thì em nó sẽ như này. Đây đó. Dùng một tay nó hơi khó.
Đấy, tóm lại là nó có cái lẫy. Để em cố em cho vào cho nó. Đây, đút vào như này. Mở ra thì kéo sang bên phải. Đấy, một bên pin chung. Cái này là để chỉnh giờ. Đó. Ở dưới này thì nó cũng có một cái chữ nữa là Master Quark, Made in Japan, thương hiệu của sản phẩm. Đấy, đằng sau đây kính đây rất là đẹp. Các bác nào thích thì có thể bố trí, các bác chế thêm một cái đèn led đi. Các bác chiếu ở trong này, các bác nhỏ xong rồi các bác cho chạy pin, chiếu và nhìn nó rất là long lanh, nhìn nó rất là đẹp. Đó, em này rất là nặng, những cái trụ này này đều là đồng phay xong rồi người ta mạ vàng, cực kỳ đẹp. Rồi, bây giờ xoay đằng trước tiếp cho các bác nhìn. Rồi em soi phần đá cho các bác xem. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đây anh em nhìn phần đá trên. Vân này. Vân đá rất là đẹp nhé. Chính vì bằng đá cả trên cả dưới. Xong rồi những cái cột tiện này thì bằng nhôm và đồng phay. Xong mạ vàng cho đó. Chiếc đồng hồ này rất là nặng. Đấy, rất là nặng luôn. Cực kỳ đẹp. Chạy êm ru. Và lại kiểu thiết kế của những cái dòng đồng hồ vĩnh cửu, dòng Atmos, các bác biết rồi. Atmos nó có cái xoay, lắc xoay kiểu này, đặc trưng của Atmos. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, cái dáng này thì phải nói là dáng sang xịn. Đặc biệt là với những cái phần người ta mạ, tuyệt đẹp luôn. Chiếc này là em đấu giá về cho nên là các bác đừng hỏi vì sao nó mới nhé. Đơn giản là mình nó đổ bãi nhưng mà mình chọn nó mới, chọn nó đẹp. Đấy. Và đấu giá thì đương nhiên là sẽ tìm những cái sản phẩm nó thật là đẹp, nó thật là ưu việt thì mình mới đấu được. Đấy. Rất là đẹp luôn. Các góc cạnh đều đẹp. Nhìn góc nào cũng thấy đẹp. Đó, anh em nhìn đấy. Tối mà các bác nào đèn nhất. Lô này thì em về cũng nhiều sản phẩm lắm. Em sẽ giới thiệu từng em một và báo giá từng em một cho các bác chơi. Các bác bày này, ví dụ như em này cũng đẹp. Em này cũng rất là đẳng cấp. Anh em nào nhìn ở ngoài thì mới thấy được cái độ đẹp của nó đây. Hoặc em úp ly nhé. Đấy, em về thì em úp ly này. Rất là đẹp luôn. Cao to hoành tráng này. Ba đôi nhảy rau, nhảy khiêu vũ. Trên có lắc chuông. Rồi, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin thì các bác điện theo số máy 098 369 8857. Xin chân thành cảm ơn các bác.